đưa được em về. Nhưng cũng có thể anh sẽ nằm lại bờ đê. Em là con gái thì vào nhà mình chúng mình cùng tên, nhưng em là con trai nên là đi bộ đê. Đừng cãi vì hôm nay anh đầy lước, khói bay em đều nhờ là ăn cướp. Không phải em muốn gì được cũng được, nên là hút tiếp đê, hết gói này thì mời bước. Anh muốn sống bên trời ngỡ xanh, khuôn mặt rạng ngời đón anh chiều. Xin đừng có em hay là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sớm mai sẽ bay. Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi, chút ánh nắng giữa ngày qua rồi. Sẽ mai đi tìm trong mơ, em giờ đây thật xa vời quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.